Rồi xin chào cả nhà. Xin tiếp tục giới thiệu cái mũi khoét hợp kim thương hiệu Unifast. Rồi thì hiện nay thì cái mũi khoét Unifast này thì chúng ta biết là được sử dụng rất là rộng rãi trong cái việc khoan lỗ trên inox, thép, dầm, hộp, các loại nhôm, đồng, các loại ống, vân vân, các loại nhựa cứng, vân vân đều được. Thì với cái sự đa năng của cái loại mũi khoét này, chúng ta xem về cái hiệu Unifast này nó như thế nào nhé. Thì đầu tiên ở đây chúng ta thấy cái mã sản phẩm này là MCT, là ký hiệu của mũi khoét hợp kim với nhiều góc cắt khác nhau. Độ sâu khoét được là 25 ly. Đối với cái dòng mũi khoét Unifast thì độ sâu khoét được là 25 ly. Thì đường kính thì có từ phi 14 cho đến phi 120mm nhé, và được đóng gói riêng lẻ cho từng size theo cái hộp như thế này. Là chúng ta cần đường kính nào, phi nào thì chúng ta chỉ cần mua loại đó là được. Rồi thì trong hộp thì đóng gói thì sẽ có lục giác và cái mũi khoét như thế này. Chúng ta thấy đây là cái mũi khoét hoàn chỉnh, chúng ta mua về là chỉ có gắn vô máy khoan và dùng thôi, chứ không có phải là phải gắn đuôi hay là gắn mũi vô riêng lẻ giống như những cái loại khác. Rồi thì đối với lại một mũi khoét mà loại tốt á, thì đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đây là cái mũi khoan tâm. Thì cái mũi khoan tâm này, cái mũi khoan tâm này phải là chất lượng thì nó mới khoan lủng được các loại vật liệu, sau đó chúng ta mới tiến hành đến cái mũi khoét chip hợp kim này. Thì đối với lại chip hợp kim này, chúng ta thấy nè, thứ nhất nó có những cái đặc điểm khác những cái loại thường. Thứ nhất là nó có chia làm ba góc cắt, trong, ngoài và ở giữa, và chip hợp kim này rất mảnh, tức là cái độ dày của nó là mỏng chứ nó không có dày. Thì những cái chip mảnh nè, rồi có ba góc cắt thì giúp cho cái việc cắt của mình trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng, mượt mà và tiết kiệm cái lực, tức là chúng ta sử dụng cái công suất động cơ nhỏ chúng ta cũng có thể khoét được cái lỗ lớn thông qua cái mũi khoét Unifast này. Rồi thì đây đang giới thiệu là phi 38, thì đây phi 38. Rồi còn cái phần đuôi, đối với lại đuôi mũi thì chúng ta thấy là chỉ cần sử dụng cái đầu cặp măng ranh ba chấu hay là cái mâm cặp ba chấu của máy khoan đó, là chúng ta có thể kẹp được cái loại mũi khoét này. Như vậy thì mũi khoét Unifast này chúng ta sử dụng được cho tất cả các loại máy khoan, như là máy khoan cầm tay, máy khoan bàn, máy khoan đứng, máy khoan cần, vân vân. Nếu chúng ta sử dụng trên thép hoặc là trên ống thì chúng ta có thể kết hợp với lại máy khoan ống. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng với lại máy khoan đế từ để khoan cái mũi Unifast này. Như vậy thì nó không hạn chế cái máy hay là cái thiết bị mà để chúng ta sử dụng khoan cái mũi khoét Unifast này. Chúng ta sử dụng máy nào cũng được, tùy theo cái vị trí của công việc cũng như cái nhu cầu mà chúng ta sử dụng cái máy nó phù hợp. Còn cái mũi này thì bản thân nó đã cắt được trên tất cả các loại vật liệu rồi, cho nên là chúng ta muốn khoan khoét cái lỗ ở đâu thì chúng ta cũng có thể khoét được rất là dễ. Chúng ta lưu ý là mũi này chúng ta khoét được trên inox 304 cũng được nha. Rồi như vậy thì Unifast thì có đường kính là từ phi 14 cho đến phi 120mm. Chúng ta có nhu cầu đường kính nào thì chúng ta mua đường kính đó. Và mũi Unifast thì có độ sâu khoan được 25 ly, do đó chúng ta có thể khoan trên thép, hộp cũng như là khoan trên ống đều được. Rồi và chúng ta sử dụng với bất kỳ là máy khoan nào cũng được. Rồi chúng ta có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ theo thông tin số điện thoại hoặc là Zalo nhé. Rồi xin cảm ơn cả nhà.